Cả nhà ơi, lời đầu tiên Nhật Phụng xin chào cả nhà nghe cả nhà ơi. Cả nhà yêu ơi, cả nhà yêu ai có ý định bán TikTok Shop mà chưa biết đăng ký TikTok Shop hay đăng video để đưa sản phẩm bán vào video của mình thì cả nhà yêu cùng xem và làm theo Nhật Phụng nhé cả nhà ơi. Đầu tiên, mình mở cái điện thoại của mình lên. Mình mở TikTok lên cả nhà ơi. Và sau đó, mình ấn vào hồ sơ cả nhà ơi. Tiếp theo, mình vô dấu ba gạch hiện trên góc phải màn hình đó cả nhà. Tiếp đó, mình vào công cụ dành cho nhà sáng tạo cả nhà. Sau khi mình vô công cụ dành cho nhà sáng tạo thì nó ra phương diện như thế này nè cả nhà. Rồi mình kéo lên cả nhà. Tiếp theo, mình vô TikTok Shop cho nhà sáng tạo cả nhà. Sau khi mình vô TikTok Shop cho nhà sáng tạo thì nó ra phương diện như thế này nè cả nhà. Rồi tiếp theo, mình vào chữ đăng ký cả nhà. Sau khi ta vào chữ đăng ký thì mình chờ trong giây lát cho TikTok Shop nó phê duyệt cả nhà. Sau khi TikTok Shop đã phê duyệt xong thì xin chúc mừng bạn, bây giờ bạn có thể bán hàng và kiếm tiền. Tiếp theo, mình ấn vào chữ bắt đầu kiếm tiền màu đỏ nè cả nhà. Sau khi ta ấn vào chữ bắt đầu kiếm tiền thì nó ra phương diện như thế này nè cả nhà. Tiếp theo, mình vô tạo tài khoản cả nhà. Sau khi mình vô tạo tài khoản thì nó ra phương diện như thế này nè cả nhà. Mình phải thiết lập tài khoản để nhận tiền hoa hồng cả nhà. Tên thì mình ghi chữ lót và tên cả nhà. Cả nhà ơi, mình ghi sao cho nó trùng khớp với tên trong tài khoản ngân hàng của mình đó cả nhà. Còn họ, mình ghi họ mình vào cả nhà ơi. Nhật Phụng họ Trần thì ghi chữ Trần cả nhà ơi. Sau khi mình ghi họ và tên xong, mình bấm gửi cả nhà. Sau khi ta bấm gửi thì nó ra phương diện như thế này nè cả nhà. Nếu mình xác nhận tên trùng khớp thì mình bấm gửi luôn cả nhà ơi. Cả nhà ơi, vậy là ta đã tạo tài khoản thành công rồi đó cả nhà ơi. Tiếp theo, mình vô thêm sản phẩm cả nhà ơi. Sau khi mình vô thêm sản phẩm thì nó ra phương diện như thế này nè cả nhà. Ở đây là nó đang hiện lên sản phẩm bán chạy nhất trên TikTok đó cả nhà ơi. Rồi mình kéo qua mình kiểm tra tiếp cả nhà ơi. Cả nhà ơi, số tiền màu đen là giá sản phẩm cả nhà ơi. Còn số tiền màu đỏ là tiền hoa hồng mình bán sản phẩm mình kiếm được đó cả nhà ơi. Cả nhà ơi, mình muốn bán sản phẩm nào mình vô tìm kiếm mình gõ sản phẩm đó là nổi lên nè cả nhà. Ví dụ như Nhật Phụng gõ áo thun nữ nghe cả nhà. Rồi mình ok là nó ra liền cả nhà. Vậy là nó ra sản phẩm áo thun nữ rồi đó cả nhà ơi. Cả nhà ơi, cả nhà có nhìn thấy số tiền màu đen là giá sản phẩm đó cả nhà ơi. Số tiền màu đỏ là tiền hoa hồng mình bán được sản phẩm đó cả nhà ơi. Cả nhà ơi, mình có hai cách để đăng lên để bán sản phẩm cả nhà. Cách thứ nhất là mình ấn vào sản phẩm cả nhà. Rồi mình vô cái đường link nằm trên góc phải của sản phẩm đó cả nhà. Mình sao chép cái đường link đó. Rồi mình chia sẻ qua Facebook hoặc Zalo của mình á. Rồi mọi người xem Facebook hoặc Zalo của mình á, thấy cái đường link mình chia sẻ lên á, ấn vào rồi họ mua sản phẩm của mình. Đó là cách thứ nhất cả nhà. Rồi mình quay trở ra, Nhật Phụng sẽ hướng dẫn cho cả nhà cách thứ hai cả nhà. Cả nhà ơi, cách thứ hai là cách phổ biến nhất mà ai cũng sử dụng hết trơn cả nhà. Rồi mình vào chữ thêm ở dưới sản phẩm á cả nhà. Mình muốn thêm sản phẩm nào thì mình bấm vào chữ thêm ở dưới sản phẩm màu đỏ đỏ cả nhà. Mình muốn thêm bao nhiêu sản phẩm cũng được hết trơn cả nhà. Sau khi mình thêm xong nó để chữ đã thêm là mình thêm rồi đó cả nhà. Cả nhà ơi, sản phẩm sau khi ta thêm vào thì nó nằm trong phần trưng bày ở trong hồ sơ TikTok của mình đó cả nhà. Rồi mình tiếp tục thêm sản phẩm thứ hai cả nhà. Rồi mình kéo lên, mình muốn thêm bao nhiêu sản phẩm vô phần trưng bày của mình cũng được hết trơn cả nhà. Rồi mình cứ kéo lên mình kiếm sản phẩm nào mình thấy đẹp, mình thấy yêu thích thì mình thêm vào thôi cả nhà ơi. Cứ thế mà mình kéo lên mình tìm rồi mình thấy sản phẩm nào đẹp mình thêm vào cả nhà ơi. Nếu mình muốn đổi qua đồ nam thì mình vào thanh tìm kiếm mình gõ nghe cả nhà ơi. Rồi mình quay trở ra cả nhà ơi, để xem lại sản phẩm mà mình thêm hồi nãy nằm ở đâu. Mình vô chỗ quản lý nội dung và thực hiện cả nhà ơi. Rồi mình ấn vô luôn cả nhà ơi. Tất cả những sản phẩm mà mình thêm hồi nãy nó nằm ở đây nè cả nhà ơi. Rồi mình muốn thêm nữa hoặc xóa bớt gì cũng được hết trơn cả nhà. Rồi mình vô dấu ba chấm ngay dưới sản phẩm nè cả nhà. Rồi mình muốn xóa sản phẩm thì mình bấm vào xóa sản phẩm là được rồi cả nhà. Quá dễ dàng phải không cả nhà?
Ôi, mình muốn kiểm tra có bao nhiêu sản phẩm đã lưu thì chỉ việc mình kéo lên mình kiểm tra thôi cả nhà ơi. Còn cái giỏ sàn sản phẩm là mình vô đây mình tìm sản phẩm mới để mình thêm vào hàng trưng bày của mình nữa cả nhà. Còn cái túi hoa hồng, nếu mình bán được sản phẩm tiền hoa hồng nó gửi về cái túi này đó cả nhà. Ở đây Nhật Phụng mới đăng ký TikTok Shop nên nó hiện lên 0 đồng cả nhà ơi. Mới đăng ký chưa bán được sản phẩm nào hết trơn nên nó hiện lên 0 đồng cả nhà ơi. Chừng nào mình bán được sản phẩm thì tiền hoa hồng sẽ nổi lên ở đây nè cả nhà. Nếu có tiền hoa hồng thì mình sẽ nhắn vào chữ rút, mình nhập tài khoản ngân hàng vô rồi mình rút rồi cả nhà. Cả nhà ơi, như vậy ta đã hoàn thành đăng ký TikTok Shop xong rồi cả nhà. Còn việc sau này mình chỉ cần đăng video lên chèn sản phẩm vào là được rồi cả nhà. Cả nhà ơi, cùng làm theo Nhật Phụng, mình đăng video lên, mình chèn sản phẩm vào rồi mình đăng lên TikTok nha cả nhà. Đầu tiên mình vào dấu cộng trong TikTok của mình á, mình đăng video như bình thường á cả nhà. Rồi mình phát trực tiếp hay mình đăng video có sẵn cũng được hết trơn cả nhà. Ở đây Nhật Phụng sẽ chỉ cho cả nhà cách đăng video có sẵn nha cả nhà. Rồi mình vô video mình tải lên cả nhà. Rồi ta bắt đầu chọn video cả nhà. Nhật Phụng chọn video này nha cả nhà. Cả nhà ơi, mình đã chọn xong video rồi cả nhà ơi. Tiếp theo mình vô nhãn dán nha cả nhà. Rồi mình chọn cái nhãn dán mũi tên nha cả nhà. Tiếp theo mình lấy ngón tay mình ấn vô mũi tên, mình quay xuống, mình gà xuống sau chỉ ngay chân chỗ cái giỏ hàng là được rồi cả nhà. Rồi tiếp sau đó mình vô chỗ văn bản cả nhà. Rồi mình viết vào giỏ hàng để mua quần áo siêu rẻ cả nhà yêu ơi, đại loại như vậy. Rồi mình ấn vào chữ xong, tiếp đó mình lấy ngón tay mình ấn vào chữ, mình kéo lên để chỗ nào cho nó hợp lý cả nhà. Rồi mình bấm vào chữ tiếp cả nhà. Rồi mình cứ viết tiêu đề y như mình đăng video thường ngày, mình đăng lên TikTok đó cả nhà. Tiếp theo mình vô thêm liên kết cả nhà. Rồi mình vô sản phẩm luôn cả nhà. Rồi mình vô chữ thêm màu đỏ luôn cả nhà. Ở đây sản phẩm có tên sẵn rồi, mình khỏi viết, mình ok luôn cả nhà. Rồi tiếp theo mình vô chữ thêm luôn cả nhà. Vậy mình đã thêm được một sản phẩm rồi đó cả nhà. TikTok nó cho mình thêm tối đa là 10 sản phẩm nha cả nhà. Rồi mình tiếp tục vô thêm liên kết nữa cả nhà. Mình vô sản phẩm luôn cả nhà. Rồi mình bấm vô chữ thêm màu đỏ nữa cả nhà. Mình bấm vô ok luôn cả nhà. Rồi mình bấm vô thêm luôn cả nhà. Cứ tương tự như vậy đó cả nhà. Cả nhà thêm được tối đa là 10 sản phẩm vào video của mình nha cả nhà. Rồi tiếp sau đó mình bấm vào đăng thôi cả nhà. Cả nhà ơi, mình vừa đăng xong video có chèn sản phẩm bán TikTok Shop vào video của mình lên TikTok rồi nè cả nhà. Cả nhà ơi, mình muốn kiểm tra video mình vừa đăng lên TikTok ở trên điện thoại khác, coi coi có hiện sản phẩm lên không. Thì quả thật ok cả nhà ơi, sản phẩm hiện lên y ngay mũi tên luôn cả nhà ơi. Cả nhà ơi, Nhật Phụng vừa hướng dẫn cả nhà mình cách đăng ký TikTok Shop và cách đăng video lên TikTok và có chèn sản phẩm vào video đăng lên. Nhật Phụng chúc cả nhà thành công nghe. Cả nhà ơi, đừng quên đăng ký kênh và cho một like nghe cả nhà ơi. Nhật Phụng chúc cả nhà lúc nào cũng thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công nghe cả nhà ơi. Nhật Phụng bye bye cả nhà.